Chào tất cả mọi người. Thì ở clip trước thì mình đã có làm clip là hướng dẫn cho mọi người chúng ta thao tác nhanh cân chỉnh bằng tay ở trên dòng loa JBL M1 MK2 này rồi. Và hôm nay thì mình sẽ làm clip để mà hướng dẫn cho mọi người chúng ta kết nối với app trên điện thoại và cũng như iPad để chúng ta cân chỉnh chi tiết hơn. Chúng ta có thể là ngồi ra phía trước mặt loa, ngồi cách xa loa tầm 3-4 mét gì đó để chúng ta nghe, chúng ta tinh chỉnh một cách nó tối ưu hơn có thể. Thì khi chúng ta chỉnh app thì trên app nó sẽ đầy đủ hơn, chúng ta sẽ cân chỉnh được các cái chi tiết nhỏ nhất có thể đó. Còn khi chúng ta cân chỉnh bằng tay thì với trường hợp là khi chúng ta chỉnh app xong xuôi rồi, chúng ta set up, chúng ta lưu lại rồi, thì khi đó chúng ta cân chỉnh tay trên này thao tác nhanh thì khi đó nó sẽ ok. Và bây giờ thì mình sẽ không để mọi người chúng ta chờ lâu nữa, thì mời mọi người chúng ta cùng theo dõi ha. Ok mọi người, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người chúng ta connect với app ở trên điện thoại và cũng như iPad để chúng ta setup mà chúng ta cân chỉnh ha. Thì đầu tiên thì trên điện thoại hoặc iPad thì chúng ta cũng có thể là cho tải về cho mình cái app là JBL Pro Control này ha. Đó. Sau đó bây giờ trên phần loa thì mọi người bấm vào phần main menu này. Sau đó mọi người chọn đến cái phần là setting. Sau đó thì mọi người chọn xuống cho mình là BT Control Bearing này mọi người ha. Đó, mọi người bấm vào. Đấy, nó sẽ hiển thị như vậy. Sau đó bây giờ chúng ta sẽ vào app này, JBL Pro Control đây ha. Rồi mọi người vào chọn vào App Speaker để cho nó tìm kiếm. Nó đã tìm kiếm thấy, ok. Rồi sau đó chúng ta bấm là Connect. Ok, và trên loa nó sẽ hiển thị như thế này. Mọi người chọn cho mình là Yes. Ok, xong. Mọi người bấm cho mình Done. Đó, nó đã hiển thị như thế này. Mọi người thấy bóng nó sáng như thế này thì nó đã ok rồi ha. Đó, chúng ta chọn vào. Đấy, nó đã kết nối được ok rồi. Đó. Cái thao tác kết nối Bluetooth nó khác với là Bluetooth Audio Bearing. Cho nên mọi người cứ làm y hệt như mình như vậy thì sẽ kết nối được ha. Lúc trước thì chúng ta có thể kết nối Bluetooth Bearing thì vẫn có thể connect được, nhưng mà bây giờ thì khi mà cập nhật firmware lên rồi thì connect Bearing Audio Bearing ấy, thì nó sẽ không có ra được. Đó, đây là phần app, giao diện của nó. Về sự khác biệt một chút, tức là trên app này chúng ta muốn chỉnh effect chi tiết về thông số effect thì không có chỉnh app được. Nếu như chúng ta muốn chỉnh effect thì chúng ta cần phải chỉnh tay ở trên này. Như ở clip trước mình đã có hướng dẫn cho mọi người là chỉnh effect đó. Mọi người chọn vào effect này kia, mọi người theo dõi clip trước thì mọi người chúng ta sẽ biết được cách chỉnh effect như thế nào, thao tác bằng tay. Còn trên này nó, còn trên app thì nó chỉ cho chúng ta là send và tức là gửi effect vào channel nào thôi, chứ chúng ta chứ trên này nó không có, trên app nó không có cho chúng ta cân chỉnh chi tiết phần effect ở trên này ha. Ok mọi người, thì đây là cái giao diện của cái app mọi người ha. Thì tương tự nó cũng có 5 channel. Tương xứng với trên loa của chúng ta cũng có 5 channel để chúng ta setup. Đây mọi người thấy 1, 2, 3, 4 và 5. Và channel FX, âm lượng của effect mọi người ha, âm lượng tổng của effect và lớn nhỏ khi chúng ta out bằng ngõ out ra. Và cũng là một mask channel của master tổng nằm đây mọi người. Đó. Thì đầu tiên chúng ta sẽ quay trở lại channel thứ nhất. Bởi vì sao channel thứ nhất? Bởi vì mình đang cắm ở trên loa, mình đang cắm mic ở channel thứ nhất, thì bây giờ mình chỉ cần can thiệp ở channel thứ nhất. Còn khi chúng ta cắm ở channel thứ hai thì mình sẽ can thiệp ở channel thứ hai, và khi mình cắm ở thứ ba thì mình channel thứ ba. Cái này thì cũng khá là dễ đó mọi người ha. Mọi người hình dung là chúng ta cắm ở channel nào thì chúng ta sẽ can thiệp vào channel đó. Ví dụ như Bluetooth chúng ta bắt thì cân chỉnh Bluetooth âm lượng này kia thì nó sẽ nằm ở channel thứ 5, thì tương xứng trên app chúng ta cũng sẽ can thiệp vào channel thứ 5 thôi, chứ không, chúng ta không cần phải biết đến các channel khác. Rồi quay trở lại channel thứ nhất là channel mình đang cắm mic. Nó có sự khác biệt ở một chỗ trên app và trên trên loa. Trên app chúng ta không cân chỉnh thông số của effect được. Chúng ta muốn cân chỉnh effect, muốn setup effect thì đòi hỏi chúng ta phải setup hoàn toàn ở trên loa. Đó, còn trên app nó chỉ là hỗ trợ cho chúng ta send gửi effect vào channel nào thôi, và cho chúng ta lớn nhỏ effect tổng
và lớn nhỏ revert và cũng như echo đó, chứ nó chung chứ trên app không có setup effect được mọi người ha. Đó là có sự khác biệt. Nhưng ngược lại trên app thì chúng ta có thể sử dụng equalizer parametric để chúng ta cân chỉnh các cái tần số chi tiết được. Còn trên loa thì chúng ta không điều chỉnh equiparametric được, mà chúng ta chỉ được điều chỉnh equi đơn thuần là graphic thôi mọi người ha. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ vào channel thứ nhất, mình sẽ chọn vào phần equalizer. Đây, trên loa chúng ta sẽ điều chỉnh đó là bass, mid và treble. Chúng ta kéo tổng lên, nó lên một loạt xả tần số luôn, từ đâu đó khoảng tầm là 200 Hz. Đó, mọi người thấy không? Đó. Rồi tiếp tục đến phần mid, mình sẽ kéo lên. Đó. Tới phần bass thì nó cũng như vậy, mình sẽ kéo lên. Đó, nó tương xứng trên loa, chúng ta cân chỉnh equalizer bass, mid và treble. Còn trên app thì chúng ta có thể sử dụng cân chỉnh chi tiết các cái thông số mà chúng ta muốn cân chỉnh. Bây giờ mình tạm thời là đưa về hết đi ha, để bằng hết đi ha, phẳng hết ha. Đó. Bây giờ mình sẽ cân chỉnh parametric EQ. Thì mình sẽ chọn vào, nó sẽ có 4 đường đây mọi người ha. Cái này thì nó cho có 4 cần thôi. 1, 2, 3 và 4. Thì ví dụ như thứ nhất, bây giờ mình muốn cắt tần số nào, mình cảm thấy cái tần số là 300 nó hơi bị dư, nó hay bị om, cho nên là mình sẽ cắt xuống, mình sẽ kéo đến. Sau đó mình sẽ vào phần width octave, mình sẽ để khoảng tầm là 5 octave cho nó bóp nhỏ lại, không bị nó không bị lem ra quá nhiều, nó ảnh hưởng đến các tần số khác, cho nên mình sẽ bóp nhỏ lại. Sau đó thì mình sẽ cắt nó xuống. Đấy. Nếu như chúng ta muốn cân chỉnh hú rú rít này kia thì chúng ta phải cân chỉnh như thế này, thì nó mới giảm được cái tỷ lệ bị rú rít mà không bị méo âm thanh, tỷ lệ bị sai lệch âm thanh rất là ít. Còn nếu như chúng ta vào phần tép, chúng ta kéo lên một loạt, rồi đến khi hú chúng ta kéo xuống một loạt thì nó sẽ bị tối tiếng. Đấy, cho nên chúng ta phải cân chỉnh bằng cách này thì nó sẽ tối ưu hơn. Rồi ví dụ như là ở số 3 đi, mình muốn cắt tần số đâu đó là khoảng tầm là 2 ký đi hoặc 3 ký đi, đó tương đương với 3000. Đó, mình kéo đến, sau đó thì mình sẽ bóp nhỏ lại. Đây, bóp nhỏ lại, sau đó mình cho xuống âm bao nhiêu, mình cho xuống âm 3 hoặc 2 decibel tùy, chúng ta phải alo, chúng ta thử, chúng ta test. Đó, bây giờ mình sẽ lấy mic mình thử coi ha. 2 6 7 1 2 4. Đó, mình sẽ tăng tép lên 6, 2, mình kéo đến là 5 ký đi, 6, 7, 6, 6, 6, đó, mọi người thấy không? Đó, bây giờ mình kéo xuống ha. Thì đây là cái tính năng rất là hay, để chúng ta có thể là cắt các cái tần số dư, để tránh trường hợp vấn đề bị rú rít này kia, nhưng mà nó vẫn giữ được cái âm thanh gốc, nó không có làm cho âm thanh chúng ta bị méo hoặc là bị tối tiếng đi. Còn như khi mà chúng ta cân chỉnh tay ở trên kia thì chúng ta tắt hẳn, giảm hẳn phần tép xuống luôn, thì chắc chắn rằng là nó sẽ giảm hú đi, nhưng mà nó sẽ bị tối tiếng, ta hát sẽ rất là khó hát. Cho nên là parametric EQ nó sẽ có cái khác biệt hay như vậy. Với điều kiện mà chúng ta muốn cân chỉnh được thì chúng ta phải kết nối với app để chúng ta mới cân chỉnh chi tiết như vậy được. Rồi, tiếp tục đến phần thứ hai, đó là phần Epic Sense. Thì cũng tương tự như ở trên loa, nhưng mà bây giờ mình sử dụng trên app cho nó tiện. Là Epic Sense nó sẽ có là Reverb, Delay và Chorus. Thì bây giờ chúng ta muốn gửi, chúng ta muốn send Reverb vào channel thứ nhất, thì chúng ta sẽ gửi Reverb vào channel thứ nhất, mình đưa lên đến 0 decibel là lớn nhất này. Đó, bây giờ mình tăng thử, mình tắt echo đi ha. Mình sẽ thử alo, để mình trở lại, mình tăng lớn âm lượng lên một chút. Hey, sầu. Đó, mình phải biết xem. Hey, sầu. Mọi người thấy không? 1, 2, 4, 5, 6, 7. Tắt reverb. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Rồi, mở reverb lên. 6, 7, 6. Mình tăng thử mở bước đó thôi. Bởi vì bây giờ mình sẽ trộn echo nữa thì mình sẽ không mở reverb quá nhiều. Mình sẽ mở delay lên này. 1, 2, 4, 5, 6.
phần cho đốt không xài mình sẽ tắt đến này. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đó, mọi người nghe reverb và echo khi được trộn vào nó rất là hay. Đó, chứ không phải là như mọi người chúng ta hay nói là cái dòng này không có echo đâu mọi người. Echo nó rất là ok. Mà khi chúng ta trộn reverb vào nữa thì nghe âm thanh rất là vang và rất là mượt luôn đó mọi người ha. Đó. Còn phần cho đốt thì nó là những cái hiệu ứng. Ví dụ như khi chúng ta chơi các cái nhạc cụ này kia cần có những cái hiệu ứng để chúng ta thay đổi các cái âm sắc này kia, tạo ra những một cái số hiệu ứng khác biệt để cho âm thanh nó sống động hơn, cho nó biến đổi các cái giọng này kia của một số nhạc cụ, hoặc cũng như còn về ca hát thì rất hiếm khi sử dụng đến phần cho rút này. Bây giờ mình sẽ cho mọi người nghe một đoạn về tính năng của cho rút của một cái anh chơi guitar xăng đó, để mọi người chúng ta cảm nhận được khi mà cho rút được bật lên thì nó sẽ có sự khác biệt như thế nào mọi người ha. Vừa rồi á thì mình đã có cho mọi người chúng ta nghe và trải nghiệm anh đẹp trai anh chơi một đoạn guitar điện để cho mọi người chúng ta hình dung được là cái tính năng cho rốt nó có công dụng như thế nào, tức là nó tạo ra những cái hiệu ứng để mà giúp cho người dùng những cái nhu cầu nào chúng ta cần sử dụng tới. Còn thực chất thì hát thì cũng rất ít khi sử dụng đến cho rốt. Hát thì đòi hỏi là cái âm thanh mộc, âm thanh thật, cho nên là ít khi sử dụng cái đó. Còn trường hợp như mấy anh chơi guitar hoặc là một số các cái nhạc cụ cần sử dụng đến để mà biến sáo một chút để cho nó tạo ra những cái gọi là âm sắc nó ok hơn, nó hay hơn, thì thông thường thì nó sẽ hay được tập trung sử dụng vào vấn đề nhạc cụ này kia. Và clip thì mình sẽ tạm ngưng ở tại đây. Ví dụ như quý vị nào chúng ta chưa nắm rõ lắm thì chúng ta có thể là ghé showroom bên mình, thì bên mình sẽ là trực tiếp, bên mình sẽ hướng dẫn, bên mình sẽ chỉ cho chúng ta thực tế, rồi là những cái gì mà chúng ta chưa hiểu lắm thì mọi người chúng ta có thể là comment ở bên dưới để bên mình có thể là trả lời cho mọi người được nắm rõ hơn. Và bây giờ thì mình sẽ chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo. Tạm biệt mọi người ha.